Kính thưa quý vị, lâu nay chúng ta đã nghe tên Vương Kỳ Sơn là một trong những cái nhà truyền thông hải ngoại nổi tiếng miền Đông. Chúng ta thấy rằng với trên 30 năm hoạt động trong cái vấn đề truyền thông thì thưa nhà văn Vương Kỳ Sơn, ngài có cái cảm giác, cảm nghĩ như thế nào về cái ngành truyền thông Việt Nam và hải ngoại? Vâng, thưa quý vị, chúng tôi ngay từ hồi ở Việt Nam thì cũng thích cầm bút. Và lại học ở Đại học Văn Khoa, và lại học về Triết Đông. Thành ra nghĩ được là mình có cái nhiệm vụ hay là phải dùng cái ngòi bút của mình. Tại là khi mà bước chân ra hải ngoại năm 1975 đó thì chúng tôi cũng đã tham gia cái thời đó, đó thì bằng bài viết thôi. Chứ không có những cái phương tiện kỹ thuật cao như bây giờ. Thì có một thời gian chúng tôi làm báo, rồi chúng tôi cũng có làm cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, tức là Đài VOA đó, thời gian ở khoảng chừng 3 năm. Rồi sau đó thì chúng tôi bắt đầu làm phát thanh để truyền bá những cái tin tức, những cái tư tưởng, những cái giá trị của dân tộc Việt Nam, của chúng ta cho thế giới. Có những cái chúng ta có mà thế giới người ta đang cần. Chúng ta có thể là thua kém về nhiều phương diện, có phải không? Nhưng mà chúng ta cũng có những cái nét đặc biệt, nhưng mà cái nét đặc biệt đó đó thì chúng ta phải đào, chúng ta phải tìm rồi mới làm thành cái hệ thống, rồi mới phát huy ra để mà giới thiệu những cái giá trị của chúng ta cho thế giới. Đó là cái quan niệm về văn hóa, về truyền thông mà chúng tôi theo đuổi từ mấy chục năm qua hình thức cầm bút, rồi báo, rồi cho đến radio, rồi cho đến bây giờ là TV, dùng cái phương tiện mới để mà truyền bá. Vậy là bây giờ vấn đề TV ở bên Alabama của ngài là đây có đài truyền hình gì? Chúng tôi cũng là chỉ là sơ khởi thôi, chúng tôi làm YouTube để phóng lên để cho bà con khắp nơi. Ví dụ như là trước đây chúng tôi có chủ trương cái chương trình Việt Học, tức là gồm có những học giả, giáo sư, tu sĩ thân hữu để biên soạn những cái liên quan đến Việt Nam, nguồn gốc Việt Nam, văn hóa Việt Nam như thế nào, biên soạn thành sách. Nhưng mà cái thời gian đó đó thì năm 1994 đó thì cái phương tiện nó chưa có nhiều như bây giờ. Ví dụ bây giờ biên soạn ra rồi viết thành sách, in thành sách rồi bán, nhưng mà nó rất là khó. Nhưng bây giờ cái phương tiện của truyền thông bây giờ nó rất là phổ quát, do đó mà chúng tôi thay đổi, nghĩa là vẫn tiếp tục như thế nhưng mà thay đổi cái hình thức để cho bà con ở Hoa Kỳ, ở Việt Nam, ở khắp nơi trên thế giới đều có thể xem được, đều có thể hiểu được những cái vấn đề then chốt của văn hóa Việt Nam của chúng ta. Dạ, xin cảm ơn ký giả Vương Kỳ Sơn. Và đối với giáo sư Trần Công Tiến, tôi có một thắc mắc cũng như nhiều người thắc mắc khi họ nghe tác giả tiến sĩ Trần Công Tiến nói về 2G và nói về vấn đề khởi đầu khác và Đông Phương. Họ thắc mắc cái danh từ Đông Phương ở đây là như thế nào, thưa tiến sĩ? Thì sau khi ông Heidegger đã phê bình cái triết học Tây Phương á, ông ấy gọi cái triết học đó là hư vô luận. Hư vô luận thì tức là người Tây Phương á, là muốn bàn về cái chữ mà Tây Phương người ta gọi là hữu thể. Tiếng Anh thường chúng ta dịch là being đấy. Thì thực sự là trong cái triết học đó á, lại không có gì liên quan đến hữu thể cả. Người ta hiểu lầm hết, không có đấy. Thì bây giờ ông ấy mới và cái hiểu lầm mới đưa cái đến cái tai hại á, là đưa đến một cái thế giới ác quỷ và hoang tàn, tức là đưa đến một cái thế giới kỹ thuật, thế giới vật chất. Chỉ có vật chất thôi thì nó đưa đến ác quỷ và hoang tàn. Thì cái siêu hình của Tây Phương, người Tây Phương có siêu hình học, nhưng mà cái siêu hình học đấy lầm lẫn thì vẫn ở trong cái bờ vật chất thôi. Chính xác. Mà con người sống với vật chất thì sẽ thành ác quỷ. Đúng như vậy. Cái quan điểm đó rất đúng, bởi vì chúng ta thấy rằng là các Marx, Engels đã đều quan niệm rằng vật thể là con người chứ không phải là hữu thể. Thế mà ở đây mà cái vật thể mà luẩn quẩn với nhau nó sẽ trở thành vật chất và thành ra ác quỷ, thành ra cái vấn đề tội lỗi. Cho nên cái quan niệm Đông Phương của chúng ta về vấn đề vật thể và hữu thể nó rất rõ ràng. Và đó cũng là cái sự thất bại của Cộng sản, có phải không thưa giáo sư? Thì cái nguyên tắc là bây giờ nếu anh bám vào vật chất thì anh sẽ
dối trá, tranh giành, chiến tranh. Vâng. Bây giờ chúng ta nhìn thấy thế giới cũng có chiến tranh. Vâng. Thì đấy là bởi vì người ta muốn tiêu thụ vũ khí, người ta cần khí giới để kiếm lợi. Chính xác. Thì người ta cần phải có chiến tranh để tiêu thụ vũ khí thì người ta lại sản xuất vũ khí nữa thì người ta mới có lợi được. Vâng. Thành ra cái đời sống của cái văn minh Tây phương bây giờ là phải có chiến tranh. Bắt buộc. Tìm chiến tranh nơi này hết thì lại tìm chiến tranh nơi khác. Đó là một sự thật xảy ra ở Hoa Kỳ. Quốc gia Hoa Kỳ càng có chiến tranh họ càng giàu. Lý do là vì đấy, chẳng hạn tôi ví dụ liền, trong cái cuộc chiến 8 tháng giữa Nga và Ukraine, giai đoạn 1 từ ngày 24 tháng 2 cho đến vào khoảng độ tháng 4, Nga chiếm ưu thế là vì lúc bây giờ Ukraine chưa có những loại hỏa tiễn tối tân của Hoa Kỳ cung cấp như loại HIMARS. Và một khi đến tháng 5, tháng 6 HIMARS bắt đầu đến được Ukraine, Nga trở thành thua. Và khi mà Nga thua đó thì 100 quốc gia trên thế giới đã ồ ạt nộp đơn để mua loại vũ khí HIMARS của Hoa Kỳ để mà phòng thủ, trong khi cái loại S-300, S-400 của Nga trở thành một cái vật đồ chơi. Nếu mà chúng ta nói bình dân, đó là cái loại cùi bắp. Mà cái loại vũ khí cùi bắp này mà Ấn Độ, mà Thổ Nhĩ Kỳ đã từng bỏ ra hàng chục tỷ đô la để mua, đó là một sự hối hận vô cùng. Cho nên trở lại vấn đề, cái triết thuyết của ông Hiker này cần phải được bổ khuyết, theo ý giáo sư thì nên bổ khuyết như thế nào? Thì bây giờ Heidegger với mở ra một con đường mới. Vâng. Thì cái con đường mới này bây giờ phải suy tư về hữu thể. Hay. Hữu thể cho nó đúng. Vâng. Mà nếu mà bây giờ suy tư về hữu thể cho đúng thì sẽ đưa lại một thế giới thái bình. Chính xác. Người ta không đi tìm chiến tranh để sống nữa, người ta đi tìm thái bình để sống. Đây là quan niệm đúng mà Donald Trump chủ trương ở Hoa Kỳ, America First. Chúng ta thấy hai cái hoàn cảnh khác nhau, thưa giáo sư. Thì bây giờ đưa đến cái vấn đề Đông Phương á, thì ông ấy muốn mở ra một cái văn minh mới cho nhân loại. Dạ. Thì tôi có một cái đặc biệt, tại vì tôi đọc lại Đông Phương. Vâng. Nhưng mà đọc lại cái Đông Phương dưới cái nhìn của Heidegger. Vâng. Thì bây giờ cái mà gọi là quên lãng cái hữu thể đó, không suy tư về hữu thể, có trong Đông Phương không? Thì tôi thấy không có. Là người Đông Phương đã suy tư về cái hữu thể. Cái chữ mà hữu thể của Heidegger ấy, chính là cái chữ đạo ở trong Đông Phương. Chính xác. Nhưng mà bây giờ mình phải biết nhìn cái đạo á, cắt nghĩa cho nó đúng. Dưới cái ảnh hưởng của Heidegger, mình có thể cắt nghĩa Đông Phương á, cho nó rõ rệt hơn. Thì người Đông Phương là đã lo về cư ngụ bình an từ xưa rồi. Hay. Cái điều mà Heidegger mong muốn thì nó đã bắt đầu từ Đông Phương từ xưa rồi. Vâng. Nhưng mà chúng ta phải biết cắt nghĩa lại cái Đông Phương cho nó đúng. Mà chính ông Heidegger khi ông ấy đưa ra một cái khởi đầu khác này, ông cũng nghĩ là có thể cần phải có một cái đối thoại với Đông Phương. Vâng. Thành thực ra chúng ta thấy rằng cái đường đi mà của tiến sĩ Trần Công Tiến này nó rất thực tế, và chúng ta ước mong rằng đường lối này Donald Trump áp dụng một khi Hoa Kỳ trở lại cái thể chế của Donald Trump. Bởi vì đối với lại Joe Biden, đối với lại đảng con lừa, họ không chủ trương là hữu thể, mà họ chỉ chủ trương rằng là vật thể. Họ chỉ thích sống bằng vật chất, làm sao cho người làm đông, làm sao cho gian trá để bỏ phiếu. Đến như quý vị thấy hôm nay, người ta càng, tại sao có nhiều khán giả hỏi giáo sư Dương Đại Hải ơi, tại sao nó bỏ phiếu tối mùng 8 mà nếu hôm nay một tuần lễ rồi mà lại chưa có chúng ta chưa có kết quả? Thì tôi thưa ngay, họ chủ trương là bỏ thư bằng bưu điện. Mà khi mà đó họ nói bằng bưu điện, họ có cái cớ, cái gút cây dông là cái gì? Chúng tôi phải chờ bưu điện đem thơ đến, chúng tôi đếm. Mà khi nó đếm có cái lạ lùng là càng đếm thì càng lòi ra dân chủ. Thế đó là một cái điểm chúng ta thấy nó lố bịch. Nhưng mà cái dân chính trị nó lố bịch không sao, cần nhất là nó gọi là cứu cánh, nó biện minh cho vấn đề, biện pháp cho nó. Cho nên chúng tôi mới gọi là duy vật. Và đối với cái loại gọi là giống như là giáo sư tiến sĩ Trần Công Tiến nói, hai giờ làm con người không muốn sống bằng nhân bản mà chỉ muốn sống bằng vật chất là như thế. Thưa với nhà văn Vương Kỳ Sơn, ông là một nhà văn học, là một người làm truyền thông, là một người đã viết nhiều sách, thế thì bây giờ cái điểm căn bản nhất cho lo lắng cho đất nước Việt Nam, suốt 47 năm qua Cộng sản đã chiếm miền Nam và cả miền Bắc, đến giờ này lắm người ở ngoài Việt Nam qua Mỹ nói chuyện, tôi không hiểu họ dùng những cái chữ lạ lùng, nào là bức xúc, nào là đảm bảo, nào là kỳ tích,
Thế thì là một nhà truyền thông, ngài nghĩ thế nào về vấn đề ngôn ngữ hiện nay của Việt Nam thưa ngài? Thì đối với chế độ của Việt Cộng đó, thì coi như là tất cả sẽ phải trở thành những súc vật để mà nó điều khiển, nó lèo lái. Chính xác. Còn những cái vấn đề gọi là văn hóa, lễ giáo hay là giáo dục đối với nó không quan trọng. Đúng. Vâng. Thế thì bây giờ, nhưng mà cái những cái gì mà gọi là tốt lành ở trong con người đó thì đã được trời phú bẩm từ khi lọt lòng mẹ hay từ khi thụ thai, nó đã có rồi. Nhưng bây giờ nó giống như một ngọn đèn mờ, nó làm cho mờ đi. Nhưng mà thực sự đó, cái ngọn đèn nó không bao giờ nó tắt cả. Vâng. Tức là cái thiên lý ở tại nhân tâm, hay là ví dụ như là nói như cái từ ngữ của Cao Đài, họ nói là linh quang, tức là một cái ánh sáng linh thiêng ở trong con người đã được tạo hóa phú bẩm cho rồi. Thì bây giờ nó đang mờ tối, thì bây giờ là chúng ta làm thế nào để mà làm cho nó bừng sáng lên? Vâng. Đó là cái tương lai của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Mà chúng tôi tin rằng ở trong Việt Nam chúng ta thấy nhiều những cái xấu xa lắm, ai cũng phải công nhận, nhưng nó không có tát hẳn, nó vẫn còn leo lét ở trong cái tâm hồn của mỗi người, đặc biệt là những cái giới trẻ. Ngoài những cái gì gọi là chợ búa hay là du côn du đồ hay là trộm cắp hay là gì gì đó, ngoài những cái đó ra nó vẫn còn. Chúng tôi vẫn tin rằng nó vẫn còn ở, nó nghĩa là gì, nó lẩn khuất ở trong dân gian mà cái tụi nhà cầm quyền nó không thể diệt được. Hay quá. Dạ vâng. Đó là một cái điểm mà chúng ta đừng có bi quan. Nhiều người nói với riêng là giáo sư là chúng tôi đang lo cho cái thế hệ mai sau của nước Việt Nam mình, nó không còn là cái nguồn gốc nhân bản, nhân chi sơ tính bản thiện, mà nó là trở thành cái loại quỷ quái bởi vì được hun đúc trong một cái xã hội gian dối lừa lọc của Cộng sản. Kính thưa quý vị, là một lần nữa chúng tôi xin tạm dừng vài phút, sau đó chúng ta tiếp tục phần 3. Xin cảm ơn quý vị.